bắt đầu mình mới đá. Anh tung cho vào mà đập lên. Theo tự đi. Tốt đấy. Cao chân lên. Nó đi ra, xong rồi bỏ ra đi. Xong rồi đi ra đi lại. Hơi xa rồi. Ừ. Xa thì cố gắng đá vẫn sang nhá, đừng để tôi hỏng. Được, thế được. Hiếu từ từ. Bài tập thì nó có một bài thôi. Đạp chân lưới. Bỏ thỏ tí anh ơi. Mở hàng thêm một tí nữa. Đủ độ cao lại là đấy là em đứng xa quá hay lại con bay này già trẻ gái trai đều chơi được hết. Nó sang đâu gió thổi về em được lại được tình thành nhân yếu thế. Gió tí em sợ rồi, sợ gì nữa, ai làm gì mà chay. Còn đấy thì gió thổi sang rồi. Đẩn chân, đẩn chân. Ô, xa quá rồi, bỏ đây lại nào. Thôi bỏ lại lại nào. Sang rồi. Sang phải đẹp luôn. Vẫn bị nhảy lắm. Mềm vào. Đấy. Thôi nhá. Các bạn chăm đi nhặt cầu vào. Hơi xa một tí. Rồi nhặt cầu đây. Rồi mới nhặt cầu. Xả lưới. Được, em thế được rồi. Thôi bỏ. Đẹp luôn. Nào người dí ở lưới quá, xa xa tí đó. Rồi nhặt cầu đi. Dí ở lưỡi. Rồi mới nhặt xong. Cao quá. Đá đơn là phải giật cao như thế mà. Đá này anh em cảm giác được lưới đấy. Cầu nhiều lúc quả chưa qua đâu. Đấy. Chưa qua đâu. Anh cứ hiểu xa xa một tí để hiểu sát lưới thôi. Đá này khó. Đạp lưới. Ơ, cầu rơi lưới chưa anh? Chân đạp lưới. Đúng rồi. Chân rơi lên, cầu rơi vào lưới, ông chân đạp vào cái chỗ này này. Em có thấy cảm giác của chân em vào lưới không? Như trọng tài bác rồi em ạ. À. Đấy, như quả rơi đạp đấy. Easy quả lợi luôn. Chân đạp vào lưới. Quả đấy có chỉ thứ hai lần của em cũng 4 lần.
đấy, đúng rồi đấy, quả đấy cảm giác tốt đấy. Ờ, chân cao cứ lại thế cao, cứ chân đổ cao rơi xuống dốc xuống. Chưa sang đâu. Băng luyện nhỏ đi gạt nó kìa, chán đâu. Quả đấy nó bí. Nó kiểu lao vào rồi. Ôi sao rồi, lại à. Vẫn bị nhảy. Nhảy lên dừng lại một khi với đàn nhỏ nó chẳng. Gần tốt hơn rồi đấy. Nào thò đi. Thò quá, thò quá, không dùng kịp à. Quả đấy nhiều quá mới không có đà. Thế phải đứng nào có đà đi, đứng nghiêng bên này được. Không nghĩa là đứng trên trong tâm thiết của mình anh. Nhưng mà mình tự giật xong rồi mình nhìn thấy quả cầu nó xa ấy. Mình đang đà buổi một hai bước này. Với em hai. Ra đấy rồi, bây giờ đi. Cầu em phải chưa sang rồi. Chưa sang đâu. Ra được. Đứng xa nó không có đà. Gần quá không nhảy kịp. Đấy cao, chân cao lắm. Chân cao đấy nó đổ xuống. Được. Tân tân nhỏ không đùi. Đấy lúc mà đẩn tốt rồi bắt đầu đẩn các góc, chân mở háng mở ra gặp vào. Thế anh hùng đá quả dưới là thì cái ông làm đi, các ông làm đi tôi xem nào. Đi này. Công sang sang một tí được mà. Động tác máy bên này không có làm bên kia nhá. Rồi. Ôi giờ chưa đi ra ngoài thế này rồi, tuổi gì. Động tác đây em phải dừng một cái công. Gần lưới đi cho quen cảm giác lưới. Cứ làm tốt cơ bản đã, ngoáy quả đấy là anh ấy nhảy rất cao, anh mới ngoáy được. Quả đấy nó không tà của em chứ quả đấy thì được đấy, cái gì đó. Cứ đá kiểu cả cả thò một tí được, sợ gì. Sợ lưới à? Không sợ cái đá đấy. Chân còn đâu mà vào lưới. Làm tốt cơ bản đi đá, chân em tự dần sẽ dẻo thôi. Không phải nó kiểu chéo sang ấy, nó không đúng phải. Ông lại che tôi tung xấu đi. Bình thường giật cầu đơn, cầu nó có chéo từ bên này sang thôi. Cầu nó là từ bên dưới lên này. Mở háng thôi, cái chân là mình cứ mở cái háng thôi mà. Đấy, mở đưa vào. Thôi sang rồi. Ôi chưa sang kìa. Hết được. Làm đúng cơ bản đi, làm đúng cơ bản đi. Chân tự em bị bẻ cổ chân đấy, nó phải mở háng sang. Thì nó sẽ làm được, yên tâm. Gần sẽ làm được hết. Đấy, được đấy. Tiếp nha.
nhỏ. Sang rồi. Ơ chưa sang nhỉ. Con nào cứ kéo chân làm được hết. Con nào kéo chân con đấy làm được hết. Có cái bỏ đây không, dẫm vào đấy, anh em nhảy lên là dẫm vào đấy. Hơi hộ anh rồi. Tiếp tục này. Đố không bắt được luôn. Toán rồi. Bắt được tay à? Bắt tay làm gì nữa? Bắn hướng rồi. Anh em đúng rồi, phải dừng cho anh Hưng, không đoán được hướng gì thôi. Đúng rồi, anh quật của nhau à? Thiếu ơi, xong phải chạy ra ngoài đi. Anh không biết là nó bên này là nó đá bên kia mà. Xong anh với em rồi. Đây là diễm sinh nhá.